Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Lê Văn Trường, hiện giờ tôi là founder và giám đốc của công ty TTM Media. Thì mọi người đã biết trong nền kinh tế 4.0 hiện nay, việc doanh nghiệp tiếp cận được nhiều khách hàng hay không thì cần phải có một cái hạ tầng trên không gian mạng. Và ở TTM Media chúng tôi cung cấp những cái hạ tầng đó như về website và các cái chương trình quản lý của doanh nghiệp trên nền tảng web. Và nếu mọi người có nhu cầu về những cái hạ tầng như thế này thì có thể liên hệ với tôi. Xin chào tất cả quý anh chị, tôi là Tôn Nữ Nam Phương, hiện đang là nhà kinh doanh phân phối nước hoa Chamber Farm, một thương hiệu nước hoa của Việt Nam đã có mặt trên thị trường hơn 7 năm qua. Mỗi chúng ta ngoài nhu cầu về khỏe, đẹp, giỏi thì nhu cầu về thơm cũng là một nhu cầu thiết yếu để giúp chúng ta có thể tự tin và tích cực hơn trong cuộc sống. Nước hoa Chamber Farm hiện đang có hơn 30 dòng sản phẩm phù hợp với tất cả độ tuổi, giới tính, ngành nghề và sở thích. Rất mong được kết nối với tất cả quý anh chị trong cộng đồng OBC Việt Nam. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trinh, hiện đang là nhà phân phối Saffron của công ty Tây Á. Saffron hay còn gọi là nhị hoa nghệ Tây có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe của mọi người nhờ vào các dược chất vô cùng quý hiếm, đặc biệt là hỗ trợ về vấn đề dạ dày, mất ngủ, huyết áp, tiểu đường cũng như là tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó thì Tây Á cũng có các dòng mỹ phẩm chiết xuất từ Saffron vô cùng lành tính, an toàn với cả mẹ bầu. Nếu như mọi người đang cần một cái sản phẩm mà vừa khỏe bên trong, đẹp bên ngoài thì Trinh rất vui lòng là sẽ được tư vấn kỹ hơn cho mọi người nhé. Chào tất cả các anh chị em, mình là Diệu Vinh, là founder của công ty nước giải khát Vibin. Thì hiện tại Vibin đang cung cấp cái set quà tặng và sản phẩm chiến lược, đấy là nước đậu đen xanh hồng trang ngọc. Thì Vibin đang hướng đến hai đối tượng. Thứ nhất là các chị em hướng đến cái việc sức khỏe và làm đẹp trong cái độ tuổi từ 25 đến 50 tuổi. Đối tượng thứ hai là các anh chị em doanh nghiệp trong các cơ sở F&B, spa, homestay và các cơ sở trị liệu muốn tạo nên một cái nét đặc trưng cho cái doanh nghiệp của mình. Thì rất là mong có cái sự kết nối của tất cả các anh chị em trên toàn quốc. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Hằng Phan, hiện đang là chủ quản của A&M Coffee House 25A Cao Thắng. A&M Coffee House đang đi kết hợp cà phê với không gian chia sẻ cộng đồng, các cái chương trình về hội thảo, đào tạo. Và A&M Coffee House rất vui được kết nối với anh chị em của cộng đồng OBC Việt Nam. Xin chào bạn, mình là Dương, tên đầy đủ của mình là Trương Hoàng Dương. Mình làm việc trong lĩnh vực Digital Ad đến nay đã hơn 10 năm. Trong hơn 10 năm qua, mình có cơ hội hợp tác với các đơn vị như công ty thiết bị điện đèn LED MPE, chuỗi trà sữa Brighty, chuỗi cà phê Napoli, chuỗi mầm non song ngữ Horay, Amsalad. Nếu bạn là người làm kinh doanh, bạn muốn phát triển, mở rộng doanh thu trên các kênh Digital một cách bền vững thì có thể kết nối với mình. Trung tâm trị liệu cơ xương khớp Thiện Nhân chuyên xử lý các vấn đề như đau cổ vai gáy, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau đầu gối, thoát vị để đệm, cong vẹo cột sống, bong gân trật khớp bằng phương pháp tác động cột sống và chiropractic của Mỹ là những phương pháp tiên tiến nhất hiện nay trong trị liệu cơ xương khớp. Phương pháp thực hiện hoàn toàn bằng tay, không kim, không thuốc, rất nhẹ nhàng và cam kết trong lần trị liệu đầu tiên nếu quý khách không thấy sự thay đổi về sức khỏe, Thiện Nhân sẽ không thu phí. Trân trọng cảm ơn.